tặng cho bà con á, thì mình hướng dẫn các bà con cái cách sử dụng cái gùi như thế này. Thì cái gùi này thì bình thường là một cái gùi bình thường bà con cũng quen gọi cái gùi phải không ạ? Thì ở đây là một cái sáng kiến của cái anh sáng lập cái tổ chức này, anh các quý vị. Với cái gùi nước như thế này là bình thường bà con của mình ưa sử dụng cái chai gọi là chai nước rửa á. Mình đi ra bên suối mình lấy nước. Có một số đơn vị địa phương như vậy. Thì ở đây thì cái gùi này thì nó bằng nhựa nguyên sinh theo cái tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, cho nên nó rất là an toàn cho bà con của mình. Và mỗi lần lấy nước thì số lượng này nó khoảng là 20 lít, cho nên là nó rất là an toàn và sử dụng được nhiều. Khi mà sử dụng cái này á bà con, thì mình sẽ lấy nước, mình mở cái nắp này nè, mình bỏ nước vào, và sau đó thì có cái vòi này nè, mình bạn ra để mình lấy nước ở đây. Và trong cái vòi này á, một cái thời gian thì nếu như cái vòi này bị hư á, thì ở trong đây nó có một cái vòi dự phòng cho bà con nữa. Bà con nhớ giữ cái này nha, ở trong trường hợp mà nếu cái này nó hư á thì mình sẽ thay thế nó. Dạ. Nó như vậy. Và cái cách mà mình sử dụng á thì bà con để phụ nó bay siêu nè, cây dọc đạp hả? Mà cây dọc thì con đấy. Gục phụ hơi lạc. Con gục bất cả hả con? Phụ lạc là được luôn liền đó. Là được luôn. Bà ăn đâu chứ, ăn đâu chứ, ăn đâu chứ. Này chị chú đáo ơi, người ta ăn toàn hiểu, chứ xong bây. Ủa, nằm tính viên ta đạ lắm đâu. Ôi, vỗ tay. Được chưa? Thôi làng tự.